Năm nay ở nhà mọi người ăn Tết lớn không? Ngày Tết nào là thịt kho hột vịt, cháo gà, cá, thịt món nào cũng ngon mà dầu mỡ nhiều. Chả giò rau củ, Hân mời các bạn nha. Để cho cân bằng lại thì nay Phụng nấu bữa cơm thanh đạm. Phụng làm 3 món: chả giò rau củ, cà tím nướng và đậu hũ hấp nấm nè. Nguyên liệu đã sơ chế xong hết rồi đó. Nấm hương với mấy củ hành tím. Phụng trộn đều với hạt nêm, đường, bột ngọt, nước tương, dầu hào để cho nó thấm gia vị ha. Sau đó Phụng xếp vài tép cải thìa lên dĩa và thêm đậu hũ non sắc lát, thêm hành bo rô ở trên và đem đi hấp nè. Nay ở nhà Phụng đang dùng cái nồi chiên hơi nước của nhà ta bu hô. Phụng thấy khá là xịn luôn á mọi người. Chiếc này là đa năng, 4 trong 1 luôn á. Đầu tiên là hấp nè, rồi mình chiên không dầu, rồi chức năng chiên hấp kết hợp với chức năng hầm nữa, quá là tiện lợi luôn á. Trong thời gian chờ đợi món hấp thì Phụng chuẩn bị làm chả giò rau củ. Phần nhân á thì Phụng chuẩn bị giá, nấm hương, cà rốt, hành tây, nấm mèo. Miếng ngâm xong á thì Phụng sắc sợi, Phụng nêm đường, hạt nêm, nước tương với dầu ăn rồi Phụng trộn đều lên. Sau đó Phụng cho đậu hũ non vào nhào cùng nữa và chuẩn bị bánh đa nem để mình cuốn nè. Vừa xong là đậu hũ hấp nấm vừa tới luôn á. Wow wow, nóng hổi luôn nha. Mùi hương thơm phức, hấp dẫn lắm luôn á nha. Rồi Phụng nướng cà tím. Chiếc nồi này á nó có một cái bình chứa nước nên nó kết hợp nhiều chức năng nấu mà vẫn giữ cho món ăn của mình héo thì giữ trọn dinh dưỡng luôn á. Đặc biệt là cái khoang nồi inox 304 nên rất là dễ vệ sinh. Trong thời gian nướng cà thì Phụng đi cuốn chả giò. Đây đây, cà tím nướng đây nha. Nóng hổi bốc khói nhưng mà cà tím không có bị cháy đâu nè. Trái cà tím vẫn tươi mà thơm lắm á. Chả giò đó thì Phụng phủ một lớp mỏng vô ăn bên ngoài thôi và đem đi chiên. Theo cá nhân Phụng thấy á, mấy bạn mà hay ăn trưa ở văn phòng đem theo cái đồ ăn mà còn nguội bỏ vô đây hầm như lò vi sóng vậy luôn á. Cà tím nướng á thì Phụng dùng với sốt nước tương tỏi ớt với một chút hành ở phía trên, đậm đà lắm nha. Ta da, món thứ ba đã có rồi nè. Chả giò giòn rùm rùm luôn. Bữa cơm thanh đạm cho gia đình của mình rất nhanh và gọn mà còn dinh dưỡng, đậm đà vị ngon nữa nha.